Rồi, xin chào cô. Chào em. Dạ, chào cô. Ngồi. Chào chị. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Thị Sinh, ở huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cà Rông Nô. Cà Rông Nô. Đắk Nông. Dạ, Đắk Nông. Cách thành phố Hồ Chí Minh xa lắm à? Xa lắm. Dạ. Nhưng lý do tại sao từ xa mà cô đăng ký tham gia chương trình này? Tôi rất thích coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Mà thích nhất là chú Quyền Linh mà dẫn làm MC á. À, rất dạ. là thích, hâm mộ chú Quyền Linh dữ lắm. Cái cô con gái út ấy, cô mới xem cái chương trình, cô mới biết cái chương trình là Mẹ Chồng Nàng Dâu này. Cái cô mới nói với con dâu là chị đăng ký đi, là chương trình này vui lắm mà có chú Quyền Linh dẫn chương trình nữa, đăng ký đi hai mẹ con đi. Cái con dâu mà con đăng ký mẹ đi luôn hãy chơi luôn. Dễ thương quá. Cô dâu rủ con mẹ đăng ký. Xin hả? Giới thiệu với quý vị, đây là con dâu em. Dạ. Dạ, em xin chào hai MC toàn thể khán giả ở dưới. Em xin giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Nhung. Em năm nay 27 tuổi, hiện đang làm giáo viên và hiện tại đang ở và công tác tại tỉnh Đắk Nông. Và em làm dâu của mẹ sinh năm nay là 3 năm rồi. Ở nhà mình có em bé chưa chị? Dạ em có một cháu năm nay 6 tháng. Xin hỏi cô là cái lần đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai nha. Thì cô suy nghĩ thế nào và cảm nhận thế nào về con dâu? Lần đầu tiên mà gặp con dâu thì chưa gặp đâu. Cái thằng con trai á là cái tính hắn là hắn đi mà hắn quen cô nào á là nó về nó nói mẹ liền. Nó quen nhiều cô lắm. Đến khi cái cô này á là nó bảo mẹ ơi con bỏ cô kia rồi, chờ con quen cô này. Cô này là cô nào? Kêu cô trên huyện á. Nhà bảo bữa nào dắt về đây mẹ xem cho nhá. Thế con nó bảo dạ. Nhưng mà con nói trước mẹ nha, cô này là cô ngoại kinh lắm. Hồi xưa cô học cấp 3 cô xông vào lớp, cô đánh con họ luôn ấy. Trời đất ơi. Cô dữ lắm. Chẳng kệ, con cứ dắt về đây mẹ xem. Biết đâu ở trong đám cỏ dại này có bông hoa đẹp. Cứ dắt về đây mẹ xem. Hay quá nhỉ. Xong một ngày là con trai mới dắt về. Dắt về thì thấy cô này bé quá. Vừa nhỏ người, nhỏ mà lại thấp nữa. Bé lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Vô nhà thì thấy cũng ấn tượng, là cái gì nhanh nhẹn, nhanh miệng này, nhanh tay, việc gì cũng làm được. Rửa chén, quét nhà hay là bất kể làm việc gì cũng làm được, nhưng miệng mồm thì nhanh, cứ hỏi cô thế này kia. Em thấy mẹ chồng như thế nào? Hồi mà em quen thì em cũng không có tìm hiểu nhiều về mẹ chồng. Xong em về thì em thấy mẹ em hồi đó cũng thân thiện lắm. Em về nhà là cháu mới tới chơi hả, uống nước này cháu ăn này cháu. Mình ví dụ mình ngại mình không ăn thì ăn ấn vào tay nữa. Nhưng có sợ không? Có sợ mẹ chồng không? Không, em không sợ. Chuẩn bị đám hỏi á thì mấy người mới nói chứ trời ơi mình nghĩ gì mình về mình làm dâu bà đó rồi, bà ghê lắm này kia. Xong rồi em nói chứ đâu có ghê gì đâu. Kệ chứ, mình quen con bà về mình ở với con bà, ở chi với bà đâu mà sợ. Cái làm dâu xong đến khi về mấy người hỏi chứ cảm giác mày sao, cái bình thường có gì đâu, thì về em mới biết là mẹ em không như người ta nói. Có khi nào hai mẹ con mâu thuẫn với nhau không? Mâu thuẫn thì chưa có khi nào chưa mâu thuẫn. Chưa bao giờ. Ví dụ như là con dâu mà đẻ nằm trong phòng á, là mẹ gọi con trai lên là nói với con trai là từ nay sắp tới vợ con có bầu rồi nè, quần áo của vợ con, cái gì của vợ con là con phải giặt hết. Con phải giặt cho vợ con nó mới có cái tình nghĩa vợ chồng. Chứ còn mẹ là mẹ giặt cho nó vô tư. Bữa nay sắp tới là con không được làm cái gì hết. Con cứ nhà nằm không quét, cứ nằm đó. Coi như mẹ chồng lo hết con dâu. Mẹ chồng lo hết. Nhưng mà hỏi thiệt nha, nếu lo từ ly tí luôn hả? Lo hết luôn. Rồi cái ngày mà đám cưới xong rồi đêm tân hôn có lo luôn không? Có luôn hả? Sao chị lo? Lo dùng gì nữa? Em đi ra em đánh răng rồi để vô phòng ngủ. Này này, mẹ nói này, mẹ chia đứa mẹ đưa cho hai khăn. Hỏi cái này làm gì mẹ? Thì cứ mau mà, cứ mau mà. Thì có biết gì đâu. Ủa? Ý là mẹ em đưa cho em hai cái khăn. Làm gì đâu? Cũng biết làm cái chi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Đám cưới con chưa hẳn, đám cưới là sắm sửa con hết, mua cho mấy khăn tắm kìa. Mẹ chưa hồi nào mẹ dùng cái khăn tắm đó, nhưng mà mẹ mua cho con dâu cái khăn tắm đó. Đẹp nhất, mềm mại nhất. Cái câu chuyện này thấy được rằng là bà mẹ chồng rất là tỉ mỉ, lo đến cái chuyện đêm tân hôn luôn. Đóng phòng con đưa hai khăn vô. Sáng hôm sau á, sáng hôm sau mới dậy chứ. Cho mẹ mượn lại hai khăn đúng không? Không phải. Sáng hôm sau ngủ dậy. Này này, hỏi dạ gì á mẹ?
thế tối hôm qua làm gì không? Thế đã động phòng nhá. Cái đứng ngay đó lắc đầu. Mẹ chồng nói con dâu con mà chưa động phòng mẹ đâu luôn rồi. Những cái năm tháng ở chung nhau 3 năm đó thì mẹ chồng có thấy con dâu có tật xấu gì không? Mà mình không thích đâu. Con dâu có mỗi cái tật xấu là không biết nấu ăn. Không biết nấu luôn. Không biết nấu ăn. Mới lại rửa chén á. Ôi cái hôm mới về làm dâu á là bắt đầu bà con về hết rồi. Buổi chiều hôm đó là bắt đầu con dâu ra rửa chén. Rửa chén thì có cái bồn rửa chén nó đứng ngang người này này. Con dâu rửa mà trúng cái tô nó to á, mà nó bằng sành nữa. Không biết rửa kiểu gì vừa rửa cái băng từ đây từ trên cái bồn rửa chén nó bay xuống chén nó bể hết luôn. Cái mẹ không dám nói chi. Mẹ lại sợ là con sợ. Mẹ sợ là con sợ mới về làm dâu mà lại làm bể chén này nọ. Mẹ không dám nói vào. Ôi chết rồi, con làm nào thế? Tuột tay hả con? Thôi lỡ rồi, bể rồi, thôi. Cái vô tối cái thằng con trai nó bảo đây chứ. Cô không muốn rửa chén, rửa bát thì cô nói với tôi tiếng. Cô mới về làm dâu mà cô làm gì dữ vậy? Nhưng mà cô này có cái tính là nấu ăn là rất là dở. À, mẹ chồng thì đã nấu dở rồi mà con dâu còn nấu dở hơn. Nhưng hỏi thiệt cô nha. Cô có thể cho chia sẻ lý do tại sao mình thương con dâu đến mức như hơn con ruột của mình luôn vậy? Thương con dâu là lý do là mình cứ nghĩ mình cũng là con gái này. Mình cũng lấy chồng, mình cũng làm dâu. Nhưng mà hồi xưa gặp bà mẹ chồng khó tính quá. Thì bây giờ mình nghĩ con dâu nó cũng giống mình thôi. Nếu mà mình thương hắn này thì hắn thương mình. Còn mình nếu mình không thương hắn đâu, thương mình đâu. Thôi mình cứ thương hắn như con ruột mình. Nhiều khi thương hắn hơn con ruột đấy. Con gái nữa phần bì nữa bảo đấy chứ. Mẹ là không công bằng. Con gái út ngồi đó. Hãy út ngồi đó. Hãy út ngồi luôn hả? Hãy út nó ngồi đi hết. Con gái út rồi mẹ không công bằng. Tôi lại bảo đây chứ thì họ bảo là con gái là con người ta mà con dâu mới chính thức mẹ cha mua về. Con dâu mới là con của mẹ, còn con mai mốt con đi lấy chồng con nhà họ rồi. Họ thích thì họ cho con về thăm mẹ mà không thích thôi. Nên mẹ phải thương con dâu mẹ. À, vì lý do đó hả? À, lý do đó. Nhưng mà đây cũng là để đứt lại cho con gái của mình á. Sau này con gái mình đi lấy chồng là biết đâu gặp mẹ chồng cũng dễ như mình. Đúng không? Cái này là cũng lo cho con đó con. Em có thấy em cảm giác hạnh phúc mà khi gặp được mẹ chồng thế này không? Dạ có. Nói chung là em hài lòng lắm. Em thương mẹ em lắm. Mẹ em làm nhiều mà làm cũng vì con vì cái á. Xong rồi hồi mà em mới về làm dâu, cái mẹ em kể là ngày xưa mẹ học đến lớp 2 thôi, mẹ không có biết chữ. Nhưng mà mẹ em giỏi, em thấy mẹ em giỏi nhiều cái lắm. Bây giờ hiện tại là nhà em là làm nông nghiệp á, làm rẫy, làm đồ đó. Nhưng mà mẹ em vẫn tham gia các công tác ở ngoài nữa. Rồi mẹ em đi bán thêm bảo hiểm nhân thọ của mình á, mẹ em giỏi lắm. Một cái sự ngưỡng mộ của con dâu mình khi nói đến mẹ chồng, con dâu rơi nước mắt luôn ha. Thực sự là đây là một trong những cái tình cảm mẹ chồng con dâu mà Quỳ Linh cũng ngưỡng mộ đấy. Nãy giờ mình thấy rằng hai người cũng quá thuận hòa với nhau ha, không có gì mâu thuẫn. Mà thậm chí hai người yêu nhau như là hơn mày con ruột luôn thế luôn á. Mình khai thác hoài không ai mâu thuẫn hết trơn á. Coi người thứ ba có khai thác được không nha. Để xem người thứ ba nói như thế nào. Cuộc sống vợ chồng em thì cũng khá là hạnh phúc. Sau 3 năm mà chung sống với bố mẹ em thì giữa mẹ và vợ em cũng không có xảy ra một cái vấn đề gì khúc mắc với nhau, cho dù là nhỏ. Mẹ em thì rất là thương con dâu và ngược lại thì vợ em cũng vậy, cũng rất là thương mẹ em. Trong cuộc sống thì đôi khi cũng xảy ra hai vợ chồng cũng có tí mâu thuẫn, thì cứ mỗi lần mà em và vợ em lời qua tiếng lại thì mẹ em thấy như vậy là mẹ em vào mẹ em chửi em thôi. Không cần biết ai đúng ai sai vậy, cứ thấy hai vợ chồng nói qua nói lại cái là mẹ em chửi em. Thì có nhiều lúc em cũng hỏi là mẹ sao mà cứ mỗi lần mẹ thấy vợ chồng con cãi nhau thì mẹ lại chửi con. Mẹ đâu có biết, đã biết ai đúng ai sai đâu mà mẹ đã chửi con rồi, mẹ phải tìm hiểu vấn đề xem là ai đúng ai sai chứ đâu có phải lúc nào con cũng sai mà lúc nào vợ con cũng đúng đâu. Thì mẹ em mới bảo là con á, là người đàn ông, là một người chồng, người cha. Thì cho dù vợ con có đúng hay là không đúng đi chăng nữa thì con cũng phải ăn nói nhẹ nhàng với vợ con. Con muốn vợ con sống tốt với con, đối xử với con đàng hoàng á, thì con phải sống tốt với vợ con trước và đối xử tốt với vợ con trước đã. Cô, con thấy rất là hay luôn á. Con nghĩ là cô đã trải qua một quá trình làm dâu có thể nói là khó khăn phải không cô? Nên là đó cũng là lý do mà cô binh con dâu của mình hiện tại, phải không cô?
Mấy này con dâu nó cũng đâu có cái gì sai đâu, mình làm biết biết cái hết là con dâu lại kể với mẹ. Vậy thì cô mong muốn điều gì con dâu của mình? Qua chương trình này thì cũng mong muốn con dâu là học hỏi thêm các cái món ăn á. Còn con dâu, con có thấy mẹ chồng cần thay đổi cái gì cho nó hoàn thiện hơn không? Dạ, cháu muốn là thông qua chương trình này cũng gửi lời cảm ơn tới chương trình đã tạo điều kiện cho hai mẹ con bay từ Đắk Nông để vào trong đây. Và muốn mong muốn một điều nữa là mẹ bớt làm nữa một chút, mẹ dành thời gian chăm cháu. Mẹ, tại mẹ em tham việc lắm, mẹ em không chịu nghỉ đâu. Chúng ta xem người thứ ba trong cuộc mong muốn thay đổi như thế nào. Em mong sao là vợ em thì nấu ăn ngon thêm một chút xíu nữa, tại vì hiện tại thì vợ em nấu ăn cũng không được ngon cho lắm. Công việc của em thì cũng đòi hỏi sức lực nhiều nên là đi làm về cũng mong có một bữa cơm ngon lành để ăn, nhưng mà nhiều khi hiện tại bây giờ thì không được ngon lắm, nên là em mong vợ em sẽ học hỏi tìm ra những món ăn ngon để nấu cho chồng cho con. Còn về tình cảm giữa mẹ và vợ em nữa thì em cũng mong là bây giờ vợ chồng em ra ở riêng rồi, nhưng mà em vẫn cứ mong tình cảm của mẹ và vợ em thì sẽ mãi mãi bền chặt được như bây giờ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, thông qua chương trình này thì tôi cũng có lời cảm ơn với ông bà Suy Gia. Dạ. Thế mà cho tôi một cô con dâu nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, hay tôi rất là cảm ơn ông bà Suy Gia. Anh nghĩ rằng em cũng nên thay đổi đi. Con hứa là sau này con sẽ cố gắng học nấu ăn ngon. Con mong là sau này có những gì con sai sót đó thì mẹ có thể bỏ qua tất cả cho con. Con mong là ba mẹ bớt làm đi. Mẹ cũng hứa với con đi, mẹ bớt làm đi. Mẹ hứa với con là bữa nay mẹ ăn rồi mẹ đi chơi miết xong rồi để con dâu nuôi vậy. Rồi ha, mẹ con ôm nhau nào. Dễ thương quá. Anh thấy rằng là đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu hết sức là hạnh phúc, và mong rằng cái hạnh phúc này nó sẽ bền vững mãi mãi. Đây là món quà kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, xin gửi tặng gia đình để chúng ta nhớ ngày này ha, chúng ta tham gia chương trình. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Quỳnh Linh. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho gia đình êm ấm, hạnh phúc mãi mãi nha. Đây là thực phẩm chức năng dành cho mẹ chồng và nàng dâu. Đây là dành cho cô, Natu Enzyme, giúp ngăn ngừa tai biến.